vạn thịnh phát Trương Mỹ Lan phản pháo Nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng Trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa Bị cáo Trương Mỹ Lan Phủ nhận lời khai của nhóm bị cáo Nguyên là các cựu lãnh đạo của ngân hàng SCB Bản thân bị cáo Lan phân trần Bị cáo không hề thâu tóm và nắm giữ cổ phần Chi phối của ngân hàng SCB Từ 85% đến 91,5% cổ phần như cáo trạng quy kết bởi vì ban đầu bị cáo chỉ có 4,9% cổ phần sau này do quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB thì bị cáo cho hai con gái đứng tên đồng thời huy động bảo lãnh để bạn bè tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng 60% ngay cả quá trình tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng bị cáo Lan cho rằng mình không điều hành mà chỉ quản lý tài sản bảo lãnh tại SCB nếu còn làm sai quy định thì cũng không cố ý nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét khách quan. Tại tòa thẩm phán Phạm Lương Toàn, chủ tọa thuyền tòa cũng thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan liên quan đến các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đều tham gia xét hỏi tại tòa và khai nhận vai trò chỉ đạo chi phối của bị cáo Lan trong quá trình gây thiệt hại số tiền hàng nghìn tỷ đồng của SCB tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phủ nhận lời khai trước tòa của các đồng phạm này là do mình chỉ đạo ra việc những người lãnh đạo ngân hàng scb không phải thân tích của tôi nếu họ thân tín thì không làm mấy tháng đến một năm rồi nghỉ tôi không điều hành scb bị cáo lan trình bày tại tòa cụ thể liên quan lời khai của bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb hai nhận vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận, cho rằng bị cáo Văn khai không đúng. Ngoài ra bị cáo Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và một số bị cáo đến gặp và đưa hơ lộ số tiền 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 để đối chất với phải được xét hỏi bị cáo trương mỹ lan hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo đồng phạm liên quan cụ thể bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng scb khai nhận các lần rút tiền ra khỏi scb bị cáo hoàng đều được bị cáo trương mỹ lan dẫn vào cuộc họp với các lãnh đạo ngân hàng scb bị cáo lan cũng là người quyết định cho bị cáo hoàng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc rồi sau là quyền tổng giám đốc của ngân hàng này. Tương tự bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, trả lời xét hỏi, cũng xác nhận bị cáo Lan là người quyết định nhân sự cấp cao tại ngân hàng SCB. Ngoài ra theo bị cáo Dũng thì trên sổ sách chỉ thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần SCB, nhưng thực tế bị cáo Lan nắm số lượng lớn hơn rất nhiều một cựu lãnh đạo khác của ngân hàng SCB tham gia xét hỏi là bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB khai. Khi bị cáo vào làm việc cho SCB thì không biết bị cáo Trương Mỹ Lan. Sau đó bị cáo Văn được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, người đang bỏ trốn, trực tiếp phỏng vấn và giới thiệu đến gặp bị cáo Trương Mỹ Lan. Lúc này bị cáo Văn mới biết ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền quyết định tại SCB. Trong ngày thứ năm xét xử vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm cũng thẩm vấn bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella. Trong vụ án này, bị cáo Trí có hành vi phạm tội độc lập, không bị cáo buộc là đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB. Trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Chí xác nhận hành vi được cáo trạng quy kết với bị cáo là đúng người đúng tội. Theo bị cáo Chí, vào cuối năm 2017, bị cáo có giao dịch với bà Lan bốn hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng thanh toán thật và một hợp đồng làm tin. Thông qua các hợp đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chuyển tiền cho bị cáo Chí nhiều lần với số tiền khoảng hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên khi đối chiếu công nợ vào năm 2021, thì hai bên thống nhất số tiền giao dịch là 1.000 tỷ đồng. Nội dung cáo trạng truy tố bị cáo Dũng về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1 ngàn tỷ đồng kể trên. Về phía bị cáo Trương Mỹ Lan, với tư cách là bị hại khi bị cáo Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt số tiền 1 ngàn tỷ đồng. Dù vậy, tài tòa bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Cao Chí. Về tình tiết này bị cáo Trí đã gửi lời cảm ơn đến bị hại của mình Là bị cáo Trương Mỹ Lan Đồng thời thông tin cho bị cáo Trương Mỹ Lan Việc bị cáo Trí khắc phục số tiền liên quan Hành vi chiếm đoạt kể trên của mình Vụ vạn thịnh phát Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ An đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 bị can, trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết, giao cho người nhà, người thân điều hành quản lý. Bà Trương Mỹ Lan không nắm chức tại ngân hàng SCB nhưng là cổ đông chính ở đây, thời điểm ít nhất cũng giữ 85% cổ phần. Trương Mỹ Lan đã dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân của mình, cùng đồng phạm lộc khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SBC, vốn là tiền người dân khách hàng gửi vào. Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Cùng vụ án bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không khai báo trung thực với ngân hàng nhà nước và chính phủ, về sai phạm vi phạm của ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che bưng biết cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật Thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn Để giúp sức Trương Mỹ Lan Tạo điều kiện cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngân hàng SCB Thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm Lừa đảo Chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư Ngoài ba tội danh đã bị đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thông qua việc phát hành trái phiếu nhưng hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm có liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu Tức hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do sức lượng bị hại trong vụ án này rất lớn, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ An ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Cũng liên quan đến vụ án, mới đây Bộ Công an pha lệnh truy nã 7 bị can do xác định những người này đã bỏ trốn. Những người bị truy nã bao gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Triệu Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu Thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Xuân Henry Cai Giang, Thành viên Hội đồng Quản trị SCB Quốc tịch Trung Quốc, Lam Ly Gheo, cựu thành viên đồng quản trị scb và nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh biến thành scb cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng quan hồng nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố xét xử vụ an vạn thịnh phát ngân hàng nhà nước giải mật một số tài liệu để cung cấp cho hội đồng xét xử theo kế hoạch đại diện viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vào ngày 19 tháng 3. Trong quá trình xét xử đại diện ngân hàng nhà nước cho biết cơ quan này đã có văn bản giải mật một số tài liệu và sẽ cung cấp cho hội đồng xét xử. Ngày 15 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Trong buổi sáng, chủ tọa và các luật sư tiếp tục xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Đại diện viên Kiểm sát không xét hỏi bổ sung người liên quan. Phiên xét xử kéo dài đến 12 giờ 5 phút. Chủ tọa phiên tòa cho biết do không ai xét hỏi gì. Nên thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Theo kế hoạch, đại diện vị kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội vào sáng ngày 19 tháng 3. Phiên tòa tạm nghỉ vào ngày 18 tháng 3. Tuần này hội đồng xét xử không làm việc vào thứ bảy và chủ nhật. Trường hợp những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo trong trường hợp cần thiết, có vấn đề cần trình bày thêm, thì có thể có văn bản gửi hội đồng xét xử, Thông qua thư ký phiên tòa, đều đồng xét xử xem xét theo quy định. Trước đó trong quá trình xét hỏi cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân cho biết, đơn vị thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, các tài sản mà công ty không thẩm định giá là do các tài sản không đầy đủ tài liệu theo quy định của pháp luật nên không định giá. Các tài sản nào đủ pháp lý rõ thì công ty đã thẩm định đầy đủ. Mục đích thẩm định là nhằm đánh giá thực tại tài chính của SCB. Công ty thẩm định trên cơ sở khách quan độc lập đúng giá thị trường. Về kết quả định giá, giờ đã thể hiện rõ trong chứng thư nên công ty không có ý kiến gì thêm. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân trình bày trước tòa. Trong khi đó, đại diện ngân hàng SCB trình bày Ngân hàng không có ý kiến gì về kết quả thẩm định giá. Quan điểm của SCB là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết, các vấn đề liên quan đến vụ án thì ngân hàng nhà nước đã có văn bản trình bày rõ trong hồ sơ đề nghị các luật sư sử dụng theo quy định. Về một số tài liệu mật thì ngân hàng nhà nước đã có văn bản giải mật sẽ cung cấp cho hội đồng xét xử. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc cùng với ba tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hệ sinh thái hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB nhằm biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính của mình. Bằng cách thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ Bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Sau đó bà Lan tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB. Thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bản thân, đồng thời mua chuộc tác động những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 172.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi trên đã gây hậu quả khiến SCB bị thiệt hại số tiền hơn 64.621 tỷ đồng ngoài ra từ ngày mùng 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 bà Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để từ đó tham ô chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng bà trương mỹ lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả. Song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng để bảo tồn. Ngày 15 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thẩm vấn bà Trương Thị Lan và một số người có quyền nghĩa vụ liên quan để giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án. Hội đồng xét xử thông báo đã xác định được một số bất động sản tài sản có giá trị lớn do bà Lan và gia đình đưa vào giải quyết hậu quả của vụ án, trong đó có căn biệt thự diện tích gần 3.000 m2 tại số 110, 112 võ văn toàn quận 3. Bà Lan cho biết trước đây mua căn biệt thự ở trung tâm sài gòn với giá 700 tỷ đồng, song đây là biệt thự cổ để bảo tồn nên đề nghị hội đồng xét xử không kê biên vì không mua bán được mà phải bảo tồn, xin trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sửa chữa bảo tồn di tích cho việt nam. Bà Lan nói Trong phiên tòa trước đó bà Lan từng đề cập đến tòa nhà Capitol Pala tại Hà Nội giá trị khoảng 1 tỷ USD và con gái đang giao bán để nộp tiền khắc phục, phục vụ vụ án. Chủ tọa cho biết đã nhận được văn bản của con gái bị cáo là Chu Duyệt Phấn trình bày đã có người trả 360 triệu USD chứ không phải 1 tỷ USD. Và tòa nhà này đang thế chấp vay của bốn ngân hàng nước ngoài số tiền 230 triệu USD. Nên sau khi bán sẽ trả nợ các ngân hàng, số tiền còn lại dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án. Bà Lan trình bày, đã có người trả giá tòa nhà từ 400 đến 500 triệu USD. Chủ tòa gắt lại, ai trả số tiền này, bị cáo đưa thông tin đây, hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện cho bị cáo, chứ không phải cứ nói vậy là xong. Đối với khách sạn DU Hà Nội, bà Lan cho biết đây là tài sản của công ty cổ phần Bông Sen, gia đình bị cáo có 73% cổ phần. Con bà cũng đề nghị bán khách sạn này để lấy tiền khắc phục. Cũng trong đơn gửi tòa, con gái bà Lan đề cập một công ty bảo hiểm có đối tác mua lại cổ phần của bà Lan với giá 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng. Sau khi bán gia đình sẽ đưa tiền này vào khắc phục hậu quả đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine trước đây, bà Lan đầu tư 315 tỷ đồng. Con gái bà nói sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác với giá bằng giá đầu tư ban đầu để thu hồi tiền. Sau phần thẩm vấn bà Lan, hội đồng xét xử hỏi đại diện quyền của công ty Gia Tuệ Lâm Đồng. Đại diện doanh nghiệp này cho biết trước đây có giao kết chuyển nhượng hai dự án ở Hồ Tuyền Lâm cho một công ty của Vạn Thịnh Phát với giá 960 tỷ đồng. Thời điểm đó phía công ty của Vạn Thịnh Phát mới trả 672 tỷ đồng. Nay công ty ra tuệ đề nghị tòa xem xét hủy hợp đồng, hoàn trả lại số tiền nói trên cho phía Bà Lan, tương đương với 6 bất động sản đã được kỳ biên. Đối với phần tài sản liên quan công ty cổ phần xe khách Phương Trang, hội đồng xét xử thông báo, công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn Phương Trang là chủ đầu tư ba dự án thiếu nợ của Bà Lan 450 tỷ đồng. Điện Phương Trang đã chuyển nhượng công ty Thành Hiếu cho bà Lan với giá 3.450 tỷ đồng. Đơn vị đã chuyển toàn bộ giấy tờ pháp lý con dấu về phía bà Lan điều hành. Nhưng chủ tịch tập đoàn Bản Thịnh Phát mới thanh toán được 1.250 tỷ đồng. Vì vậy phía Phương Trang đề nghị sẽ trả lại số tiền trên, còn phía bà Lan trả lại dự án cho họ. Tuy nhiên trả lời hội đồng xét xử đại diện Phương Trang khẳng định đã chuyển nhượng công ty Thành Hiếu cho ba người khác chứ không phải chuyển nhượng cho bà Trương Mỹ Lan và bạn Thịnh Phát. Bà Lan chỉ là người giới thiệu ba người này cho Phương Trang. Do vậy công ty Thành Hiếu và ba dự án không liên quan đến bạn Thịnh Phát nhưng đang bị phong tỏa. Đề nghị hội đồng xét xử gỡ phong tỏa để tiếp tục thực hiện dự án. Hội đồng xét xử cho biết sẽ triệu tập ba người mà phía Phương Trang nhắc tới để làm rõ. Phiên xét xử kết thúc phần xét hỏi. Đến ngày 19 tháng 3 tiếp tục các phần tranh luận. Bà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc trong 10 năm liên tiếp từ 2012 đến 2022, đã sử dụng SCB như công cụ tài chính để giải ngân cho nhóm Bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm Bà Lan còn gần 1.300 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi Hành vi của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng Tuy nhiên, theo quan điểm trong phiên tòa chiều ngày 14 tháng 3 đại diện SCB không đồng ý với số tiền thiệt hại của các vụ án như các cơ quan tối tụng xác định ở trên SCB yêu cầu bà Lan và các đồng phạm bồi thường cho ngân hàng tổng số tiền thiệt hại tính đến ngày 5 tháng 3 sự sơ thẩm là hơn 760.000 tỷ đồng. Hơn 482.000 tỷ đồng nợ gốc, 277.830 tỷ đồng tiền lãi và lại phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền. Ngoài ra SCB cũng đề nghị 6 nội dung khác, trong đó có việc được toàn quyền quản lý sử dụng các tài sản là vật chứng trong vụ án. 1.166 mã tài sản bà Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát đang thế chấp tại SCB cho các khoản vay để đảm bảo cho việc xử lý nợ. Trong trường hợp không tự thỏa thuận được với người liên quan thì sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án hỗ trợ. Quá trình xét xử bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lập Cơ đã nhờ luật sư viết đơn kiến nghị gửi hội đồng xét xử trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nợ tiền. Các bị cáo vui vọng để con gái Chu Duyệt Phấn đại diện gia đình thu hồi số tiền này để dùng Các vụ hậu quả của vụ án. Bị cáo và luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho chuyển đơn đến con gái của bị cáo để có cơ sở thông báo ý kiến của vợ chồng bà Lan cho những người có liên quan để thu hồi tiền. Những tài sản đã thu hồi kê biên. Quá trình điều tra Bộ An đã giả soát, truy thu theo dòng tiền của nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và người liên quan. Tài sản đứng tên những bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi kê biên, phong tỏa, nhằm đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Ở nhóm ngân hàng, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng gần 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, trong đó có 14,5 triệu USD trước đó bà Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Grand Hill Villas, để nhận chuyển nhượng dự án Green Hưu Quy Nhơn cho Việt làm chủ đầu tư. Hồi tháng 10 năm 2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Việt đã liên hệ với người liên quan để gian nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Lan. Cụ thể là hơn 116 tỷ đồng, khoảng 4,8 triệu USD và 9,75 triệu USD. Cảnh sát thu giữ 190.000 USD của Trần Văn Hùng, nhân viên dọn dẹp vệ sinh căn hộ của bà Lan tại tòa nhà Seawood ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này nằm trong hộp giấy chứa tài liệu của Chu Duyệt Phấn con gái bà Lan. Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã tự nguyện chuyển gần 415 tỷ đồng, một phần trị giá trong tổng số hơn 120 triệu cổ phần công ty mà Bà Lan đã giao cho các cá nhân nắm giữ. Nhà chức trách cũng phong tỏa gần 2.000 tỷ đồng, gần 8,5 triệu USD, ngăn chặn giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Cây biên tổng cộng 1.237 bất động sản, liên quan Bà Lan, bao gồm hàng loạt tòa nhà ở quận 1, 3, 5, kê biên 857 triệu cổ phần SCB, hơn 137 triệu cổ phần, 5 công ty của các pháp nhân cá nhân đứng tên hộ Bà Lan, một du thuyền 2 tàu, 19 ô tô. Đối với nhóm hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quy thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu tổng cộng hơn 25 tỷ đồng và hơn 5,3 triệu USD. Sổ tiết kiệm, nhiều sổ đỏ và các đồ vật khác. Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cao Chí, cơ quan điều tra đã kê biên bài đốc vận động sản trị giá hơn 266 tỷ đồng. Gia đình bị can cũng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Bù Văn thịnh phạt, bà Trương Mỹ Lan nói gì về việc hợp tác với tập đoàn Toàn Châu? đại diện ngân hàng scb từ chối nhiều câu hỏi từ luật sư của bà trương mỹ lan trước đó đại diện ủy quyền của ngân hàng scb từ chối nhiều câu hỏi của luật sư bảo chữa cho bà trương mỹ lan các câu hỏi của luật sư đề cập đến các nội dung liên quan đến kết quả thẩm định giá của công ty hoàng quân thông tin năm pháp nhân nước ngoài góp vốn cũng như việc xác định thiệt hại cao hơn kết quả điều tra theo đại diện scb quan điểm của ngân hàng là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước trong khi đó, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân cho biết, thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký ngày 3 tháng 1 năm 2023 với ngân hàng SCB nhằm đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng SCB. Công ty Hoàng Quân thực hiện định giá tài sản ngân hàng SCB tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Về lý do, không định giá được 440 trên 1.166 mã tài sản đảm bảo khoản vay thuộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan. Đại diện công ty Hoàng Quân cho rằng các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không có đủ hồ sơ, pháp lý tài sản, một số tài sản không thuộc vạn vi định giá lại. Đối với đại diện ngân hàng nhà nước, luật sư hỏi, khi chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, thì thực trạng tài chính của ba ngân hàng này như thế nào? Đại diện ngân hàng nhà nước trả lời ba ngân hàng đều yếu kém, cần thiết tái cơ cầu. Trong đề án tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng, ngân hàng nhà nước có biết đến sự hiện diện của bà Trương Mỹ Lan không? Luật sư hỏi vị đại diện ngân hàng nhà nước đáp, ngân hàng nhà nước không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông 65% và bà Lan là người đại diện. Nếu không nắm thông tin về bà Trương Mỹ Lan, vì sao ngân hàng nhà nước mời bà Lan tham gia cuộc họp do ngân hàng nhà nước tổ chức? Luật sư tiếp tục hỏi về việc này, đại diện ngân hàng nhà nước giải thích là có mời bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB họp trong tháng 7 năm 2021 và đầu năm 2022. Trên cơ sở tâm thư, bà Trương Lan gửi ngân hàng nhà nước và chính phủ. Nội dung tâm thư ngân hàng nhà nước cho biết sẽ giả soát và cung cấp nếu cần thiết. Đổ trách nhiệm cho cấp dưới về giao dịch với tập đoàn Toàn Châu. Theo hồ sơ cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Liên quan đến việc này, bà Trương Mỹ Lan cho rằng bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án làm việc với công ty Tuần Châu. Theo bà Lan, tiền được đưa cho ông Tuyển Tuần Châu, tức ông Đào Hồng Tuyển, trong suốt nhiều năm mà không có giấy tờ gì. Chị Phương đang bị phủ não đi Úc nên tài liệu cũng không bàn giao lại. Những vấn đề liên quan tôi cũng không nhớ rõ chi tiết, Công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản cụ thể thế nào bị cáo không rõ. Bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản. Còn việc cơ cấu thế nào thì không rõ. Việc này có thể Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB biết. Về lời khai của bà Lan, bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết việc hợp tác giữa công ty Âu Lạc Quảng Ninh với bà Trương Mỹ Lan xảy ra trước khi bị cáo vào làm việc tại SCB và bị cáo cũng không tham gia vào giao dịch này. Còn bị cáo Dung thì khai mình chỉ là người đi làm thuê tại SCB nên không tự ý đi mượn tài sản của ai để đảm bảo khoản vay cho người khác. Mọi việc đều theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan. Sở vụ bản tình phát Dương Tấn trước khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ. Bị cáo Dương Tấn trước khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng và đề xuất lập danh sách những người đang nợ tiền để đòi tiền khắc phục hậu quả vụ án. Chiều ngày 17 tháng 3, xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, hội đồng xét xử bắt đầu phần xét hỏi đối với hành vi phạm tội của các bị cáo. Được Trương Mỹ Lan thừa 1.500 tỷ đồng. Tại phiên tòa bị cáo Dương Tấn trước 41 tuổi, ngụ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, công ty Tường Việt, khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng khi hỗ trợ pháp lý xin cấp phép cho bà Lan ở hai dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án Sài Gòn Bình An. Với số tiền này, Trương Mỹ Lan cũng chỉ đạo đồng phạm tại SCB cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Dù các tài sản đảm bảo không đúng, không phù hợp, nhưng thực chất là rút tiền từ SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng và thực tế đã giải ngân 1.498 tỷ đồng dương tân trước lý giải công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện thang máy đồ gỗ nội thất vào đồng trăng vĩnh vực bất động sản quá trình làm ăn hợp tác cung cấp thiết bị nội thất cho trương mỹ lan bị cáo thấy tiềm năng về các dự án bất động sản của bà lan ở các vị trí lớn nên mong muốn hợp tác cùng sau khi nhận tiền từ sbc bị cáo đã cho một số người vay mượn Do đó bị cáo đã lập danh sách gửi cơ quan điều tra và đồng xét xử để yêu cầu những người này trả tiền cho trước khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Dương Tấn trước cho biết trong danh sách liệt kê có một số người đã trả tiền thông qua vợ của bị cáo nhưng chưa trả đủ. Dương Tấn trước cũng khai nhận rằng vào khoảng tháng 4 năm 2021, Trương Mỹ Lan trao đổi thỏa thuận với Dương Tấn trước về việc Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Dương Tấn trước và công ty tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Nhưng trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Về việc đưa Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng trên 3.500 tỷ đồng vay của SCB, tòa đặt vấn đề với Dương Tấn Trương rằng về pháp lý bị cáo là biên ký vay phải chịu trách nhiệm, còn bị cáo Lan có lấy sử dụng như thế nào, hội đồng xét xử sẽ xem xét. Theo cáo trạng, sau khi vụ án được khởi tố ngày 17 tháng 10 năm 2022, Dương Tấn trước và công ty Tường Việt đã trả một phần gốc lãi, đến nay dư nợ hai khoản vay là hơn 900 tỷ đồng. Dương Tấn trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Dương Tấn trước đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát hơn 492 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Bị cáo xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án và mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả của vụ án. Nhận thưởng Tết 40 tỷ đồng Bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, khai nhận thức rõ bản thân là công cụ của Trương Mỹ Lan. Lương của bị cáo chia làm nhiều thời kỳ thấp nhất là khoảng 70 triệu và cao nhất là 500 triệu Ngoài lương ra thì Trương Mỹ Lan cho 500 ngàn cổ phiếu Dũng nói và cho rằng khoản cổ phiếu được Trương Mỹ Lan cho là để khuyến khích nhân viên đang làm việc tại SCB Trả lời hội đồng xét xử, Dũng cho rằng được Trương Mỹ Lan cho 40 tỷ đồng vào dịp Tết năm 2020-2021 Việc chủ cho nhân viên là chuyện bình thường, nhân viên chấp hành tốt thì chủ mới cho Dũng nói và mong muốn nộp lại 40 tỷ đồng bị cáo có căn nhà sở hữu đang bị kê biên gửi tiết kiệm mua trái phiếu của SCB tổng cộng là 30 tỷ. Hiện gia đình đã nộp 5 tỷ khắc phục hậu quả, bị cáo còn thiếu 35 tỷ nữa, Dũng nói. Trong phiên xét hỏi hôm nay, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB bị truy tố về hành vi vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Các bị cáo nói, Bản thân chỉ làm công ăn lương hoặc không nắm tình hình, chỉ làm theo chỉ đạo, vai trò hạn chế và không hưởng lợi gì. Đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét những tình tiết giảm nhẹ. Cùng trong phiên xét hỏi chiều ngày 7 tháng 3, hội đồng xét xử thông báo đã nhận được văn bản của luật sư bảo chữa cho bị cáo chủ lập cơ về bị bị cáo này đã ủy quyền cho con gái thay bị cáo thu hồi tài sản khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tọa phiên tòa khẳng định hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện tối đa để các bị cáo trong vụ án khắc phục hậu quả. song yêu cầu các bị cáo cần phải có danh sách cụ thể, không thể nói chung chung. Xét xử đại án vạn thịnh phát, hàng ngàn công ty vệ tinh, cá nhân, chuyên kỳ không. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không nhớ cụ thể 2 tỷ hay 20 tỷ, cũng như cổ phiếu thường có giá trị hơn 100 tỷ đồng, nhưng đã cho đều toàn bộ giả lãnh đạo và nhân viên của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Tiền của cá nhân tôi, tôi cho họ. Tiền của tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ so với tôi. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày tại tòa. Người quyết định giải quỹ cắt dòng tiền. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Bản Thịnh Phát và 85 đồng phạm bước vào ngày làm việc thứ bảy với phần xét hỏi của các luật sư. Các luật sư tham gia xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị cùng ngân hàng SCB, Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường Việt, Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Bản Thịnh Phát trong đó các luật sư tập trung làm rõ về hồ sơ vay, việc thẩm định nâng giá tài sản bảo đảm, dòng tiền chảy về các công ty ma trong hệ sinh thái của tập đoàn Bản Thịnh Phát và việc chỉ đạo giải quỹ nhằm cắt dòng tiền để phục vụ mục đích của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Nguyễn Phương Anh khai đã nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Hồ Bửu Phương, còn bà Trương Mỹ Lan chỉ vài lần đầu chỉ đạo phối hợp với Phương tham gia vào việc giải quỹ. Vậy những khi Hồ Bửu Phương nghỉ phép hoặc vắng ngặt tại công ty thì việc thực hiện giải quỹ như thế nào? Một luật sư hỏi. Phải của anh Bửu Phương thì mới quyết định được việc giải quỹ, bị cáo Nguyễn Phương Anh khẳng định. Trong bản khai bị cáo Nguyễn Phương Anh từng viết rằng số tiền giải quỹ vài trăm thậm chí cả ngàn tỷ đồng trong một ngày theo nhu cầu sử dụng tiền của bị cáo Lan có đúng không? Một lật sư hỏi Bị cáo xác nhận đúng Cụ thể nếu Hồ Bửu Phương nghỉ phép hoặc bận công tác Không quyết định thì việc giải quỹ Để cắt và dòng tiền Ra theo yêu cầu của nhà Trương Mỹ Lan Nguyễn Phương Anh sẽ phối hợp với Phan Trí Luân Sử dụng hợp đồng tín dụng để rút tiền ra trước Sau đó cung cấp danh sách công ty Cá nhân hứa mua bán Chuyển nhượng để hợp thức hóa Việc giải quỹ sau Theo hồ sơ vụ án bị cáo Nguyễn Phương Anh làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009 đến năm 2018 được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý điều hành nhân viên của công ty Sài Gòn Pensula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty mà đứng tên cổ phần vay vốn ký chứng từ rút nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay khống rút tiền giải ngân tại ngân hàng SCB. Cuối năm 2019, bị cáo Nguyễn Phương Anh được bà Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Venezuela. Từ đầu mối cùng lãnh đạo chủ chốt ngân hàng SCB ta lập hồ sơ vay khống. Mỗi năm bị cáo Phương Anh được cấp kinh phí hoạt động là 100 tỷ đồng dùng để trả lương cho các cá nhân đứng tên những công ty mà. Tại tòa bị cáo Hồ Bửu Phương xác nhận bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo mình hỗ trợ bị cáo Nguyễn Phương Anh thực hiện việc giải quỹ, việc giải quỹ đã có từ trước. Hồ Bửu Phương là người tiếp tục kế thừa theo chỉ đạo của bị Cao Trương Mỹ Lan. Hồ Bửu Phương là nhân vật chủ chốt trong việc tạo lập các hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phần trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giải quyết các khoản tiền rút từ ngân hàng FCB. Vai trò của các công ty mà cáo trạng xác định Hồ Bửu Phương là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát từ năm 2013 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Ngoài chuyên môn về tài chính, Phương còn được bị cáo Trương Mỹ Lan giao phù hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn này. Nguyễn Phương Anh và các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ đối với số tiền được ngân hàng SCB giải ngân. Do hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất rộng với hàng nghìn công ty vệ tinh, hàng nghìn người được thuê đứng tên, ký khống trên tờ giấy trang A4 và được trả lương tháng. Khi các khoản vay được ngân hàng SCB giải ngân vào tài khoản của công ty Ma thụ hưởng tiền theo phương án vay vốn khống, bộ máy giải quỹ sẽ hoạt động. Các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống được lập, trong đó các công ty Ma được thụ hưởng tiền giải ngân sẽ hứa mua cổ phần của các cá nhân được thuê đứng tên. Sau khi các công ty Ma chuyển tiền, các cá nhân này sẽ được ngân hàng ký chứng từ rút tiền. Công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hoạch toán vào mục các khoản phải thu không làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế tránh việc bị cơ quan thuế cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm theo hồ sơ có 277 khoản vay của 118 công ty tại ngân hàng SCB là bằng các hợp đồng hứa chuyển nhượng cho hội bù phương tạo lập đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 các khoản vay này còn dư nợ gốc là 216.982 tỷ đồng và dư nợ lãi là 99.228 tỷ đồng. Trong đó số tiền được rút ra dưới hình thức tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống là 190.771 tỷ đồng. Hồ Bù Phương đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 163.155 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền nợ lãi là 99.228 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho bằng tiền riêng. Trước câu hỏi của luật sư về số lượng tiền rất lớn cho buổi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là 40 tỷ đồng, hơn 100 tỷ đồng bằng cổ phần thường cho Trường Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc và nhiều nguyên lãnh đạo khác của ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không nhớ cụ thể 2 tỷ hay 20 tỷ bao nhiêu cổ phiếu, nhưng cho đều toàn bộ già lãnh đạo nhân viên của ngân hàng SCB. Cho nhân viên ngân hàng của SCB có cần xét duyệt của ai không? Theo bị cáo tiền đó của ngân hàng SCB hay tiền của bị cáo Một luật sư hỏi Toàn bộ tiền của bị cáo Bà Trương Mỹ Lan trả lời Luật sư hỏi có cái gì để chứng minh đó là tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan hay không Bà này trả lời rằng Bạn của mình có nhiều cổ phần bán cho ngân hàng SCB Còn mình không cần chứng minh Tiền của tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ so với tôi Bị cáo Trương Mỹ Lan đáp Tiền của cá nhân tôi cho họ Tôi nói chủ trương cho Còn thực hiện việc cho là nhân viên làm Chứ tôi không trực tiếp Nhưng buổi xét hỏi trước Bị cáo Bùi Anh Dũng khai về số tiền 40 tỷ đồng Nhận từ bà Trương Mỹ Lan vào hai dịp Tết năm 2020 và 2021 Là nghĩ mình làm việc tốt nên bà chủ thưởng Nhưng tại tòa sáng ngày 13 tháng 3 năm 2024 Bị cáo Trương Mỹ Lan lại khai rằng Vợ Bùi Anh Dũng và con bị cáo này Cũng làm việc tại ngân hàng SCB lấy danh nghĩa phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị cuối quả khiến ngân hàng SCB rối ren hơn. Do đó bà Trương Mỹ Lan bảo nhân viên nói với Bùi Anh Dũng lấy số tiền đó về sắp xếp chuyện gia đình và đồng viên vợ nghỉ việc. Về việc định giá dự án mũi đèn đỏ, luật sư đặt câu hỏi với bị cáo Dương Tấn trước. Với người tư vấn dự án cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan dự án mũi đèn đỏ, định giá của Savin là 180.000 tỷ, so với giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân là 17.000 tỷ. Bị cáo thấy trình lệch ra sao? Mua luật sư hỏi. Tôi hoàn toàn không biết tôi là người không liên quan ngân hàng SCB. Chỉ vì có mối quan hệ với chị Lan nên mới rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Tôi chỉ đọc phần cáo trạng liên quan tới mình. Bị cáo Dương Tấn Trước xin phép không trả lời câu hỏi trên của luật sư. Cáo trạng cáo buộc dân tấn trước là đồng phạm bị cáo Trương Mỹ Lan từng được thưởng 1.500 tỷ đồng Tháng 4 năm 2021, bị cáo Dương Tấn trước được bà Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến tại phường Bình An, quận 2, nên là thành phố Thủ Đức, cho công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên Dương Tấn trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay 3.500 tỷ đồng tại ngân hàng SCB. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho ngân hàng SCB. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho vay lần lượt giải ngân 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là hơn 7.000 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của dự án Thành Yên. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, hai khoản vay trên còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là hơn 589 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo Dương Tấn trước còn giúp bà Trương Mỹ Lan một số việc khác như xin cấp phép xây dựng dự án mũi đèn đỏ và Sài Gòn Bình An. Nên bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, lúc đó là phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng bằng phương án và hợp đồng mua bán khống giữa các công ty trong nhóm công ty Tường Việt. Ngân hàng SCB đã giải ngân 18 lần tổng cộng là 1.498 tỷ đồng. Thực chất là rút tiền ngân hàng SCB để bà Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn trước số tiền trên. Cáo trạng nêu. Xét xử vụ án vạn thịnh phát. Làm rõ tài sản bị cáo Trương Mỹ Lan dùng khắc phục hậu quả. Trong ngày xét xử thứ 9 của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản khắc phục hậu quả vụ án. Sáng ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày làm việc thứ 9, phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trong buổi làm việc này, Hội đồng xét xử làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản dùng khắc phục hậu quả vụ án. Trong số các bất động sản sở hữu bị cáo Lan xin được giữ không kê biên căn biệt thự nằm tại số 112 Võ Văn Tần, phường võ thị sáu quận ba thành phố hồ chí minh theo lời bị cáo đây là căn biệt thự do gia đình bị cáo mua với giá 700 tỷ đồng sau đó gia đình bị cáo cho trùng tu sửa chữa suốt 5 năm đến nay vẫn còn giang dở bị cáo lan nói đây là biệt thự cổ cần được bảo tồn nên xin để cho con gái bị cáo tiếp tục thực hiện việc trùng tu để có phục hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb trong vụ án bị cáo lan đề nghị bán nhiều tài sản bị cáo đề nghị bán khách sạn DU hà nội theo lời bị cáo gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Cạnh đó bị cáo Lan nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Play Liễu Dài Hà Nội với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho bốn ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD. Đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho thấy trên thực tế tòa nhà trộm lây nữu Giai đang được trả giá 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Bị cáo Lan còn khai trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận, còn gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Hội đồng xét xử cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị việc bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án. Bị con an đồng ý. Khách sạn Điều Hùng Hà Nội đã rơi vào tay bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Trong viết xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn EU và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án vạn thịnh phạt. Bà Lan cho biết, công ty cổ phần bông sen của bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn EU Hà Nội. Gia đình bà Lan có cổ phần chi phối tại công ty cổ phần bông sen, qua đó bà Lan gián tiếp sở hữu khách sạn EU Hà Nội. EU Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Khách sạn này được xây dựng vào năm 1996 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu chủ tịch DU Kim Hoa Choang. Khách sạn DU Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa là điểm kết nối giữa trung tâm chính trị Ba Đình với khu hành chính đô thị cực lớn phía tây Hà Nội. DU Hà Nội với 411 phòng nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại Đề Hà gồm khách sạn và tòa nhà văn phòng với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn DU Hà Nội 5 sao, khu văn phòng DH Business Center và khu căn hộ cho thuê DH Survive Apman bên cạnh hồ Thủ Lệ. Đổi chủ từ người Hàn Quốc sang người Việt Nam. Điều Hà Nội từng biết đến có ông chủ Hàn Quốc nhưng năm 2012 dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn EU Hà Nội sau khi tập đoàn DU mẹ tại Hàn Quốc phá sản. Thời điểm đó, chủ sở hữu khách sạn New Hà Nội cũng như tổ hợp trung tâm thương mại D2 là công ty trách nhiệm hữu hạn D2 có vấn điều lệ là 43,61 triệu USD. Đây là công ty liên doanh được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa hai đối tác Việt Nam đại diện là Hanen, tên ngày nay của công ty cổ phần Hanen Hà và Hàn Quốc DU. Trong đó Hanen nắm giữ 3% vốn tương đương 13,083 triệu USD còn Du góp 30,527 triệu USD chiếm 70% vốn điều lệ. Anen góp 4 bằng quyền sử dụng đất, Du góp tiền cho dự án. Do Du gặp khó khăn, nên khách sạn phải mất rất nhiều thời gian mới đi vào hoạt động, rồi lại lâm vào cảnh thua lỗ triền miên. Tới năm 2009, công ty trách nhiệm hữu hạn DA lỗ lũy kế hơn 3,167 triệu USD. Đúng vào thời điểm cùng hoàn toàn cầu nổ ra đều gánh chịu khoản nợ khổng lồ và buộc phải bán bớt tài sản. Khi đó Hane có vẻ không mặn mà với việc mua lại khách sạn từ đối tác nên Đô chuyển hướng muốn bán cho các đồng hương Hàn Quốc là Lotte. Thời điểm đó Dehu thông báo sẽ bán toàn bộ 7% vốn tại liên doanh DH cho Lotte với giá 111 triệu USD. Thậm chí có thông tin cả hai đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó Lotte sẽ sở hữu 100% cổ phần của DU tại Deha để xây dựng kết hợp với khu lân cận tạo thành Lotte Town. Bất ngờ xảy ra sau đó khi Hanen thực hiện quyền ưu tiên trong liên doanh, qua đó trở thành chủ sở hữu 100% khách sạn DU Hà Nội, đồng thời khiến thương vụ DU Lotte đổ bè và vụt chót. Tới tháng 4 năm 2012, DU Hàn Quốc chính thức thông báo Hannen đã đồng ý mua lại 7% cổ phần còn lại của DH, chủ sở hữu nhà điều hành khách sạn, và công ty con địa phương của DU có trụ sở tại Việt Nam. Giá trị thường vụ không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin trong nước cho rằng Hannen phải chi 100 triệu USD để trở thành chủ nhân duy nhất của DU. Còn một tờ báo Hàn Quốc khẳng định giá trị sổ sách của DU là 17,1 tỷ won. Số tiền Dewu thu được từ việc bán khách sạn để cơ cấu lại nợ khoảng 60 triệu USD, tương đương 1.250 tỷ đồng. Về tay Vạn Thịnh Phát Sau khi giành quyền mua 7% vốn khách sạn Hà Hanen gây bất ngờ khi nhanh chóng chuyển nhượng số cổ phần trên cho hai công ty trong nước. Đã nói hai công ty này đều không thanh toán một lần cho thương vụ trên. Hai ông chủ mới của ĐU Hà Nội được hé lộ là công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản hợp thành và công ty cổ phần đầu tư hợp thành một. Giá trị thương vụ không được tiết lộ nhưng tại thời điểm cuối năm 2012, hợp thành một và hợp thành lần lượt nợ hanan là 331 tỷ đồng và 181 tỷ đồng. Phải mất tới 2 năm, hai chủ hợp thành mới thanh toán hết thương vụ. Đến năm 2015, khi hai công ty trên thanh toán hết nợ cho Hà Nên cũng là lúc đưa Hà Nội một lần nữa đổi chủ. Công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch là Bông Sen Crop, một công ty con của tổng công ty du lịch Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, công bố tại Đại hội Cổ đông năm 2015 rằng họ có kế hoạch đầu tư 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn khách sạn EU Hà Nội. Như vậy, tổ hợp khách sạn EU được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng. Tới năm 2016, Bông Sen Crop cho biết công ty mới mua được 34,83% vốn. Từ đó tới nay, Bông Sen không công khai tiến độ thương vụ này. Nhưng tại ngày 30 tháng 6 năm 2019, Bông Sen Corp đang sở hữu 73,04% cổ phần của Hợp Thành một, từ đó gián tiếp sở hữu 50,05% cổ phần của công ty cổ phần DH, tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn DH, chủ đầu tư khách sạn đều. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn 111, 123 Đồng Khởi, khách sạn Plaza Sài Gòn 56, 66 Nguyễn Huệ, khách sạn Hai Bông Sen Annet 61, 63 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemon Caliber, Beer Garden, Việt Nam House Buffet, gánh bông sen, bánh bò đát và hệ thống 18 cửa hàng, lữ hành, lô tu tua. Ngày 27 tháng 12 năm 2004, doanh nghiệp này chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 130 tỷ đồng. Sau khi được tư nhân hóa, công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng, như nắm cổ phần lớn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, sở hữu Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng nhưng bông sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong 6 tháng đầu năm 2023, bông sen lỗ 280 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng có lỗ cả trong năm 2022 và 2021. Từ cho năm 2023, vốn sở hữu của bông sen giảm khoảng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng. Bông sen trong năm 2023 chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nằm trong danh sách các doanh nghiệp liên quan và tỷ phạt. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 11 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty cổ phần Bông Sen đã không thanh toán 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn 668 tỷ đồng lãi trái phiếu. Lý do mà Bông Sen Group đưa ra là do tài khoản bị phong tỏa được biết bông sen cóp sử dụng số cổ phần nắm giữ tại công ty sở hữu khách sạn điều hà nội để thế chấp phát hành trái phiếu tại đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 30 tháng 8 năm 2023 chủ tịch bông sen cóp vũ thị hồng hải cho biết trong các tài sản của bông sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần ĐH, đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần hợp nhất một và bông sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Bị cáo liên quan đoạn hình phạt liên đới hơn 170.000 tỷ đồng, tiền đồng mà đẹp. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, phó trưởng văn phòng của đồng quản trị Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc liên đới hơn 170.000 tỷ đồng. Bà nói khó có tiền để nộp. Sáng ngày 14 tháng 3, Trước khi bắt đầu phiên tòa, hội đồng xét xử cho biết đã nhận đơn của các luật sư bào chữa cho các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. Họ trình bày Dung bị xét hỏi nhiều, cách đặt câu hỏi của một số luật sư làm cho bị cáo suy nghĩ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Hội đồng xét xử cho rằng điều này tòa đã giải thích. Trong trường hợp thấy câu hỏi nào bất lợi cho mình, luật không buộc bị cáo phải trả lời, không buộc phải nhận tội. Hội đồng xét xử cũng thông báo trong sáng nay sẽ tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư bào chữa ai là người chỉ đạo sửa kết luận thanh tra scb nhóm luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã xét hỏi bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng bị cáo hưng từ chối trả lời nhiều câu hỏi cho rằng mình đã trình bày những ngày xét xử trực đó bị cáo phủ nhận cáo buộc chỉ đạo chỉnh sửa số liệu kết luận thanh tra để dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại scb không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt. Bị cáo chỉ ký quyết định thanh tra, bị cáo không chủ động, không chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra, sửa số liệu. Ông Hưng nói và cho biết từ quyết định mà ông ký, đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật. Bị cáo từ chối đánh giá báo cáo của đoàn thanh tra có trung thực không, đề nghị luật sư xem lại trong cáo trạng và luận điều tra. Luật sư bảo chữa cho bà Nhàn dẫn lời khai của bị cáo Hưng không nhớ rõ số tiền đã nhận từ SCB, đặt câu hỏi có phải nhận nhiều quá anh không biết bao nhiêu không ông hưng từ chối trả lời lúc này chủ tọa lưu ý các luật sư trong quá trình bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho bị cáo sẽ không đặt câu hỏi để làm xấu đi tình trạng của bị cáo chuyển sang xét hỏi bị cáo đỗ thị nhàn luật sư nhắc lại lời khai của bị cáo trương mỹ lan tại tòa theo đó bà lan nói chỉ gặp bà nhàn hai lần để trao đổi về việc bán tài sản trả nợ cho scb Ngoài mục đích đó ra không có nội dung nào khác Bị cáo nhàn xác định đúng Bị cáo võ tấn Hoàng Văn Cho biết rằng khi mang tiền đến đưa cho bà Văn không biết số tiền là bao nhiêu Có đúng không Luật sư hỏi Bị cáo nhàn trả lời không xác nhận được Về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưng Bị cáo nhàn vẫn khẳng định lại Chính ông Hưng là người chỉ đạo bị cáo Chỉnh sửa cái luận thanh tra Để báo cáo ngân hàng nhà nước Bị cáo có nhận chỉ đạo của anh Hưng mới sửa Dù anh Hưng chỉ đạo Tôi chỉ đạo lại Tôi xin nhận trách nhiệm bên dưới Vì chỉ nhận làm việc theo chỉ đạo của tôi Bị cáo nhàn nói Cục trưởng cục thanh tra cho rằng Dù ông Hưng không thừa nhận đã chỉ đạo Nhưng cáo trạng đã chỉ ra điều này Bà nhàn nói Nếu ông Hưng tiếp tục chối Thì bà sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh anh Hưng chỉ đạo Chứng cứ quan trọng nhất Là báo cáo chúng tôi hoàn thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 Tờ trình 18-19 Đảm bảo minh bạch trong thanh tra Tại tờ trình chúng tôi đề nghị anh Hưng thành lập bộ phận độc lập với đoàn thanh tra xây dựng dự thảo. Nhưng Hưng vẫn đề nguyện. Anh Hưng chỉ đạo sửa số liệu liên quan đến chỉ số an toàn SCB đã được tôi chỉ đạo cấp dưới dẫn tới sai lệch kết quả thanh tra. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói trước tòa. Bà Trương Mỹ Lan quyết định mọi vấn đề tại SCB. Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn xin đồng xét xử được trình bày theo hiểu biết của mình Bà nói với cổ phần chiếm 65% bao gồm của bản thân, con cái bạn bè, bà Trương Mỹ Lan chính là người quyết định mọi vấn đề tại SCB. Tất cả mọi việc của SCB trình qua hội đồng cổ đông, nếu bà Lan không đồng ý có nghĩa là không được thông qua, bà Nhân giải thích. Bị cũng cho rằng liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra số 395 đã thể hiện nội dung còn tồn tại tại SCB, nếu SCB nghiêm túc thực hiện thì sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. SCB không thực hiện kiến nghị cho kết luận thanh tra là một trong những nguyên nhân khiến xảy ra hậu quả của SCB. Hậu quả này không bắt nguồn từ kết luận của đoàn thanh tra bà nhà lĩnh giải. Nói về 5,2 triệu USD, bị cáo nhàn nói mỗi lần nhắc lại bà cảm thấy xấu hổ vì một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận. Từ khi bị bắt bị cáo cho biết chưa gặp gia đình, không biết gia đình đã nộp khắc phục gì cho cơ quan điều tra. Khi luật sư đọc lại cho bị cáo nắm bà nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục 5,2 triệu USD bằng tiền và tài khoản số tiết kiệm xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà người chú mà trước đó bà đã gửi số tiền nhận hối lộ luật sư cổ lê huy bảo chữa cho bị cáo đặng Phương hoài tâm phó trưởng văn phòng hội đồng quản trị và tỉnh phát hỏi thân chủ làm rõ hành vi của tâm trong vụ án này bà tâm bị cáo buộc lập công ty ma lên phương án giải quỹ số tiền được SBC giải ngân giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 171.360 tỷ đồng. Thế bị cáo, chưa bao giờ tâm họp chung với bà Trương Mỹ Lan, nhiệm vụ của bị cáo là cập nhật tài sản song song với thư ký của các lãnh đạo tại SCB. Xếp giữ sổ, phòng bị cáo cũng có danh sách. Trên xuất tài sản cho ai thì báo phòng bị cáo cập nhật. Ngày nào nhận lại sổ cũng báo đầy bị cáo cập nhật. Bị cáo tâm nói. Bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma là điều không chính xác bị cáo chỉ quản lý danh mục tài sản chưa bao giờ được cầm giữ sổ nào cáo chẳng nói bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma bị cáo chưa bao giờ theo dõi tâm nói và cho rằng công việc bà chỉ là nhân viên không đủ trình độ nhận thức để biết hành vi của mình là trái pháp luật cáo chẳng buộc tội bị cáo lên tới 170.000 tỷ đồng tiền đâu mà bị cáo nộp tâm nói gương mặt khắc khổ vụ án và tình phạt quá trình Trương Mỹ Lan thao túng đoàn thanh tra giám sát ngân hàng. Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử của với bị cáo Trương Mỹ Lan còn có 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, bị viên kiểm sát nhân dân tối cao truy tố với các tội, tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Trong số đó đáng chú ý cái bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội nhận hối lộ, số tiền là 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Đến nay bị cáo Nhàn đã khắc phục được 4,8 triệu USD và hơn 10 tỷ đồng. Theo quá trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại ngân hàng SCB trong hai lần thanh tra vào năm 2017 và 2018, kết quả thanh tra thực tế của đoàn thanh tra xác định thực trạng tài chính ngân hàng SCB rất xấu. Các chỉ số đều nằm trong báo động đỏ. Để tra dấu thực trạng đặc biệt yếu kém của các sai phạm tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn, đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa cho bị cáo Nhàn 52 triệu vấn đề, Bị cáo Lan cũng chỉ đạo võ tấn hoàng văn đưa tiền quà bồi dưỡng trước các thành viên đoàn thanh tra trên cơ sở đó bị cáo nhàn chỉ đạo thành viên đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ về các sai phạm của scb cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb tái cơ cấu cụ thể trên cơ sở chấp nhận bốn kiến nghị của ngân hàng scb đoàn thanh tra báo cáo đề xuất với bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước xin ý kiến chỉ đạo của tổng đốc ngân hàng nhà nước xem xét cho phép ngân hàng scb giữ nguyên nhóm nợ nhóm 1, thực tế là nhóm nợ nhóm 4 và 5 lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng khi cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chưa báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước xử lý 4 kiến nghị của scb để xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra cho lãnh đạo ngân hàng nhà nước và thủ tướng chính phủ tháng 1 năm 2018. nghìn đỗ thị nhàn đã chỉ đạo Tổ tổng hợp gồm Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Bụ Khánh Linh và Bùi Tuấn Khoa bỏ ngoài số liệu nợ phân loại nhóm 4 và nhóm 5 của một số dự án như Mũi Đèn Đỏ, dự án 6A, dự án Dây Gian Gà Đần, với tổng dư nợ gần 38.000 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng rủi ro gần 19.000 tỷ đồng và thoái lãi dự thu hơn 3.000 tỷ đồng. Số liệu sau khi chỉnh sửa đã bị thay đổi sai lệch theo đó nợ xấu từ 91.000 tỷ đồng chiếm 35,8% xuống còn 51.000 tỷ đồng chiếm gần 21%. Vốn chủ sở hữu từ âm hơn 19.000 tỷ đồng lên dương hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Lỗ lũy kế từ âm gần 32.000 tỷ đồng lên chỉ còn âm gần 10.000 tỷ đồng. Trong nội dung chỉnh lên đoàn thanh tra có nội dung đề nghị ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã yêu cầu bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước để trình chính phủ. Để có thông tin báo cáo chính phủ theo yêu cầu, bị cáo Hưng đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CEC báo cáo dư nợ của nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù được CEC và ngân hàng SCB báo cáo đầy đủ, nhưng Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Thị Nhàn và Tổ Tổng hợp đã không sử dụng không báo cáo dư nợ phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2017 của nhóm khách hàng này không bổ sung 13 khách hàng phát sinh dư nợ sau ngày 30 tháng 6 năm 2017 để báo cáo tại phiên họp chính phủ tháng 3 năm 2018. Báo cáo kết quả thanh tra gửi ngân hàng nhà nước và báo cáo thủ tướng chính phủ. Không như vậy, sau đó đoàn thanh tra còn điều chỉnh kế hoạch thanh tra không theo chỉ đạo của chính phủ mà theo hướng có lợi cho SBC. Theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Thị Nhàn, đã chỉnh sửa bổ sung số liệu để giảm nợ xấu từ 21% thời điểm 30 tháng 6 năm 2017 xuống còn 6,8% tại điểm 30 tháng 4 năm 2018. Tương ứng với nợ xấu của SCB giảm được hơn 73.000 tỷ đồng, giữ nguyên nợ nhóm 1 chiếc SCB. Ngoài đỗ thị nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD, cáo trạng xác định 16 bị cáo khác tại ngân hàng nhà nước nhận quà tiền của Trương Mỹ Lan. Với hành vi phạm tội của mình, các bị can này bị truy tố về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quy thi hành công vụ theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhóm cán bộ ở cấp đơn vị chi nhánh cho vay tái thẩm định cho vay tham mưu cho ban tổng giám đốc cán bộ giúp việc cho đồng quản trị ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định kiểm tra kiểm soát hoạt động ngân hàng scb và những người ở cấp đơn vị chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của bị cáo trương mỹ lan đều là những người lệ thuộc không giữ chức vụ vị trí chủ chốt đều thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo SCB. Với vâng Nguyễn Phương Hồng, giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên đồng quản trị ngân hàng SCB, cơ quan công tố đã xác định tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Bản Thịnh Phát, vay vốn trái quy định của ngân hàng, giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng chiếm đoạt trái phép của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đã chết nên không xét trách nhiệm hình sự. Có năm bị cáo trốn truy nã đã bị xét xử vào mặt gồm Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương cùng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Trâm Thích Tồn Thành với hội đồng quản trị SCB, Trường Minh Dũng cựu phó tổng giám đốc SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Biên Thành. Theo hồ sơ, 5 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, không xác định được đang ở đâu nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Ngan đã ra quyết định truy nã. À. Rút rủi SCB hơn 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 415.000 tỷ đồng. Từ tháng 12 năm 2011, bằng cách nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn dưới tên của 32 cổ đông. Nắm 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và nắm 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên 24 cổ đông. Sau khi ba ngân hàng này hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 dưới tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Trường Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,61% cổ phần sau đó tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này lên 91,54% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tính đến tháng 10 năm 2022, SCB có vốn điều lệ hơn 15.200 tỷ đồng, tương ứng 1,523 tỷ cổ phiếu, với tổng số 4.129 cổ đồng. Trong đó, Trương Mỹ Lan sở hữu chi phối 1,394 tỷ cổ phần, chiếm 91,536%. Chi bao gồm trực tiếp đứng tên sở hữu gần 75,89 triệu cổ phần, 4,98%. Số còn lại do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp. Với vai trò là cổ đông chính chiếm hơn 90% cổ phần tại ngân hàng SCB, dù không giữ chức vụ, không tham gia quản trị hay điều hành ngân hàng, bị can Trương Mỹ Lan thông qua những người tân tín tại SCB đã chỉ phối lụng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này, biến ngân hàng thành công cụ tài chính để huy động vốn. Cụ thể với chủ trương lợi dụng hoạt động ngân hàng trong huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh tế của tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết, bà Trịnh Mê Lan đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ trúc SCB và các nhân sự tại một số công ty trong hệ sinh thái Văn Thịnh Phát lập hàng nghìn bộ hồ sơ khống vay vốn ngân hàng SCB để rồi sử dụng sai mục đích và chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Trong quá trình này, bị can Trịnh Mê Lan đã đối phó mua chuộc đưa hối lộ trong số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước để những người này làm trái công vụ tiếp tay cho các bị can thực hiện phạm tội. Kết luận điều tra xác định từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2012, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền là 304.000 tỷ đồng. Số tiền này hiện SCB không thể chi trả thậm chí còn phát sinh tiền lãi là 129.000 tỷ đồng. Do đó cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tổng cộng là hơn 415.000 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân căn bản cố định dẫn đến ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không khả năng thu hồi. Vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Theo c bà, hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan được thể hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn và tinh vi. Ngoài việc thao túng lũng đoạn ngân hàng, để huy động vốn chiếm đoạt. Các bị can còn mua chuộc công ty thẩm định giá, cung cấp chứng thư, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, thực hiện giải ngân trước, hợp thức hóa hồ sơ sau, hoán đổi rút tài sản có pháp lý, có giá trị để bán nhằm rút ruột, ruột ngân hàng. Tinh vi hơn, để hợp thức việc rút tiền sử dụng cho các mục đích của mình, tránh vì bị cơ quan chức năng phát hiện và có điều kiện truy vết theo dòng tiền, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo người thân tín tại SCB và thu cấp tài vận định phát thực hiện giải ngân vào tài khoản các cá nhân, pháp nhân mà để thực hiện chuyển trả ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm các đứt dòng tiền. Những điều đặc biệt trong tố tụng đại án và Tịnh phạt Nghiên cứu quá trình tố tụng vụ án này chúng tôi nhận thấy có nhiều đặc điểm đặc biệt cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý tội phạm tham nhũng đến cùng, không có vùng cấm, không ngoại lệ bất kể người đó là ai. Lần đầu, truy cứu tội tham nhũng tài sản đối với lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân. Tham ô tài sản là một tội danh thuộc nhóm các tội phạm tham nhũng. Đây là hành vi của người có chức vụ quyền hạn trong việc quản lý tài sản của cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã lợi dụng chính chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của cơ quan tổ chức doanh nghiệp mà mình có trách nhiệm quản lý. Trước đây theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, thì tội tham ô tài sản chỉ cấu thành khi chủ thể là người có chức vụ quyền hạn làm việc công tác tại các cơ quan tổ chức nhà nước. Tuy nhiên Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi về chủ thể của tội phạm cụ thể. Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội tham ô tài sản đã bổ sung quy định khoản 6 người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước mà thông tài sản thì bị xử lý theo quy định tại điều này. Theo đó, chủ thể của tội phạm này đã được mở rộng hơn so với trước đây, bao gồm cả người có chức vụ quyền hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, nhằm bảo đảm tốt quyền lợi của các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố ba tội danh là đưa hối lộ, tham mô tài sản và vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Có thể thấy kể từ khi bộ Đội hình sự năm 2015 có hiệu lực, đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra tội tham ô tài sản ngay cả đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo đó, kết luận điều tra nêu bà Trương Mỹ Lan xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người quan hệ họ hàng cán bộ, công nhân viên tập đoàn. Hệ sinh thái chia làm bốn nhóm chính quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó nhóm thứ nhất là định chế tài chính tại Việt Nam do FBC giữ vai trò trung tâm nhóm thứ hai là các công ty kinh doanh tại Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng khách sạn nhóm thứ ba là các công ty mà tại Việt Nam để lấy pháp nhận góp vốn đầu tư dự án về mỗi ngân hàng nhóm thứ tư là mạng lưới công ty tại nước ngoài những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế có nhiệm vụ điều hành hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và quản lý tài sản của gia đình bà La ở nước ngoài Tại SCB dù không trực tiếp giữ chức vụ trong ban lãnh đạo, nhưng với việc sở hữu hơn 90% cổ phần, bà Lan nắm quyền điều hành chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, bao gồm việc tuyển dụng cả nhân sự cấp cao, biến SCB trở thành công cụ tài chính đầy bị căn, tổ chức huy động tiền gửi. Từ năm 2012 đến năm 2022, SCB cho vay giải ngân cho 1.366 khách hàng, 710 cá nhân và 656 tổ chức. Riêng nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền là hơn 1 triệu 066 000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay. Phần lớn các khoản nợ đều thuộc diện không có khả năng thu hồi. Để có thể huy động số tiền lớn như vậy, bà Lan chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo SCB phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá, tạo lập khách hàng vay vốn khống nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống, có những khoản vay lấy tiền trực hợp thu khóa hợp đồng sau. Một thủ đoạn khác được sử dụng đó là các bị can lập hàng ngàn pháp nhân, thuê hàng ngàn cá nhân làm đại diện, đứng tên trên hồ sơ vay vốn. Mục đích của hành vi này nhằm tránh tình trạng khi kiểm tra chứng ứng dụng CEC sẽ hiện ra dư nợ tín dụng lớn khiến không thể giải ngân. Tiếp đó, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị truy vết trong dòng tiền, bà Lan chỉ đạo cán bộ SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma thuộc hệ sinh thái rồi mới rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền. Khi đến hạn không trả được nợ, bà Lan tiếp tục vẽ ra các khoản vay khống, số tiền chiếm đoạt theo đó mà tăng theo cấp số cộng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2012, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, rút tiền chiếm đoạt của SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại số tiền phát sinh lãi là 129.000 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội tham mô tài sản. Ngoài ra từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2017 với thủ đoạn tương tự, bà Lan chỉ đạo các thuộc cấp để SCB giải ngân 368 khoản vay khác, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Nhưng vì thời điểm này bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 chưa quy định về hành vi tham mô trong lĩnh vực tư nhân nên bà Lan bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng.